MCC, giải pháp tổng đài di động thông minh của Viettel dành cho doanh nghiệp. Chỉ với một số hotline, có thể là số di động, cố định hay các đầu số 1900, 1800 của Viettel, doanh nghiệp luôn được đảm bảo kết nối đồng nhất từ khách hàng đến doanh nghiệp, từ doanh nghiệp đến khách hàng với đầy đủ tính năng như một tổng đài cố định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng uy tín và nhận diện thương hiệu với khách hàng. Với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi của khách hàng với số lượng lớn ở bất cứ thời gian, địa điểm nào trong ngày là điều luôn được quan tâm hàng đầu. Dù nhân viên của bạn đang ở văn phòng hay đang di chuyển trên đường công tác, thậm chí ngoài giờ hành chính, đều có thể kết nối và hỗ trợ khách hàng qua số hotline của doanh nghiệp. Bí quyết giúp họ có thể làm việc chuyên nghiệp và thuận tiện như vậy chính là nhờ tổng đài di động MCC dành cho doanh nghiệp. Với MCC, doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thiết lập tổng đài, không phải đầu tư hạ tầng phần cứng tốn kém như hệ thống tổng đài cố định truyền thống. Có thể sử dụng dịch vụ ngay, số thuê bao di động có thể tham gia ngay vào tổng đài. Không lo về bảo trì, không cần nhân viên phải ngồi tại văn phòng vẫn có thể kết nối với khách hàng 24/7. Đặc biệt, số hotline doanh nghiệp là số di động, giúp nâng cao tỷ lệ bắt máy, tỷ lệ gọi lại của khách hàng lên tới 90%. Doanh nghiệp sẽ không lo bị lỡ cơ hội kết nối, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phục vụ khách hàng. Tổng đài di động MCC thông minh với đầy đủ tính năng nghe gọi, gọi nội nhóm và cả nhắn tin nội bộ, chuyển cuộc gọi, chia nhánh tổng đài linh hoạt. Tổng đài tiết kiệm với thoại hội nghị số lượng lớn. Tính năng ghi âm và nghe lại giúp doanh nghiệp quản lý, phân công công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Tiếp nhận nhiều cuộc gọi cùng lúc, không giới hạn số cuộc gọi đồng thời. Việc quản lý chi phí sử dụng dịch vụ dễ dàng nhờ tính năng cung cấp sẵn các báo cáo chi tiết chi phí, lưu lượng cuộc gọi vào và ra, thiết lập hạn mức cho từng số máy lẻ. Đặc biệt với MCC, doanh nghiệp có thể gọi và nhắn tin nội bộ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài di động MCC linh hoạt với nhiều tính năng để doanh nghiệp chủ động cấu hình, tự phân quyền nghe gọi cho các máy lẻ, chủ động tự thêm bớt số máy lẻ nhanh chóng. Số máy lẻ là các số di động cố định của Viettel. Với lợi thế của Viettel là nhà mạng có thị phần viễn thông lớn nhất, MCC giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ gọi nội mạng cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Tổng đài MCC, công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Nhanh, linh hoạt, tiết kiệm, chuyên nghiệp, MCC còn đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích hơn thế nữa.